đồ nghề của mấy anh em mình đây. Đây xúc xích này. Có bốn quả cam với một chai Coca, mấy cái bát. Đây là tầm 10 gói mì tôm. Đây một chai nước này để tí nấu mì nhá. Thì vừa nãy mình mệt quá rồi, mình cũng kéo lưới lên thì cũng được mấy con cá cá bống các bạn. Đây các bạn xem cá bống này, bống suốt rất là ngon. Cá bống này tí mà nướng lên hoặc cho vào nồi nấu thì cũng ăn rất là ngon luôn. Cái này cá bống này ăn cả xương các bạn nhá, xương rất là mềm. Túi ơi, em gỡ cá này, bống này ra cái gì ơi. Em hiểu là món cá gì này. Cá này rất đẹp nhưng nó hơi bé một tí. Đấy một con cá bống to này này. Được ba bống cá bống to. Được ba cá bống to với một con cá đối, một cá đẹp đẹp. Thôi, vậy thôi. Đây bây giờ chị mình sẽ đi làm, sẽ lấy cá làm cá nhá. Đây, lấy cá làm cá. Sẽ ra thuyền lấy cá để làm. Rồi mình sẽ đi đào bếp với các bạn. Bây giờ mình sẽ đi đào bếp, mình sẽ đi lên đào bếp. Đào bếp. Đây các bạn. Sẽ đào bếp ở khu vực này nha các bạn. Thì đào bếp ở khu vực này. Các bạn xem mình đào bếp nhá. Mình sẽ bây giờ mình sẽ đào một cái nò kiểu giống cái bếp. Sẽ đào thế này. Sẽ xẻ cái đường này. Đường này mình sẽ khoét lên. Khoét lên. Khoét. Mình sẽ làm cái bếp trên đất chứ không làm bếp dưới cát các bạn ạ. Dưới cát thì mình đào sẽ có nước, nước chảy ra. Nhưng mà trên đất thì mình đào thoải mái, không bao giờ có nước. Đất này khô. Các bạn lấy đi. Em vào bếp. Ăn vào cái gì cho nó dính. À. Em có lại lấy đi, em lấy cái gì em lấy. Em đang vào bếp. Đào kinh này. Ừ. Đào bếp lên và xì. Tí lửa nó mới cháy ghê. Tôi vừa ăn xong này. Lấy muối. Đưa đây, lấy muối. Cho củi xuống. Anh. Thôi mình đào vậy đó. Đã đào được 2 phút thôi nha. Lấy tay rồi. Nước mặn được vậy chi? Cho nhúng nước mặn rửa cũng được. Rửa nước mặn mà. Đấy, vẫn được. Đây, chị mình đã làm cá các bạn ạ. Đây, cá này tí cho nướng hả chị? Đây các bạn, đây. Đồng cá này các bạn, mình bắt được đây. Đây, những con cá nào ở đây các bạn, đây. Đây. Rất là ngon. Chắc là cũng nắm được tầm 15-20 con các bạn ạ. Nhưng mà như vậy cũng là thành công rồi. Ăn uống kiểu sinh tồn này các bạn ạ. Bắt được con gì ăn đấy. Cá có trứng đây, cả đối có trứng đấy. Đấy. Tí cái loại này cho vào nướng các bạn ạ. Nướng cùng với xúc xích nhà chị nhỉ. Với một ít xúc xích thì mình cho vào mì nhỉ. Sáng ít xúc cho mì nữa. Đấy thì mình nó. Bây giờ nó là hơn 12 giờ rồi các bạn ạ. Đói rồi, mình đói bụng rồi. Em đói chưa? Các em đói chưa? Rồi. Đấy, hai đứa đói rồi. Hà còn ăn một gói mì tôm sống. Cả ba người chứ không phải mỗi em. Các bạn. Đấy mì tôm sống thì đỡ đói các bạn ạ. Bây giờ làm rồi. Đây mình sẽ đi nồi lửa các bạn nhá. Đủ rồi mẹ. Có dầu không?
Đấy, bây giờ thì mình sẽ nổi nửa các bạn, mình sẽ cho củi vào. Hàng con này to nhỉ. Thằng ấy được rồi đấy. Ít cái đầu ấy mà. Củi này ở đây cháy lắm. Củi này giòn. Bây giờ chị phải phải ấy xong mới nổi lửa. À thôi, cái nổi trước nhỉ. Cứ nấu nấu nước trước nhỉ. Ừ, nấu nước đi. Có nhìn anh không? Nhìn mặt. Nước sôi còn chán. Nhìn anh bẻ củi không? Có. Đấy, thì mình sẽ củi vào đây. Mình mồi bếp các bạn ạ. Nó phải được rồi. Sẽ lấy thôi ít dầu vào. Yeah. Dầu rồi anh. Kia. Lên bật mình mồi các bạn. Cho ít thôi. Các bạn ơi, mãi thì mình không mồi được nữa thì xuống ngay chỗ chú kéo chã vào đây, cô chú kéo chã vào đây, cô chú này bảo phải lấy giò. Giò các bạn ạ, giò mà mình thổi bếp từ bếp ra ấy. Mình đổ xuống, bắt đầu mình về đổ dầu lên, mồi nửa không mình đổ dầu lên bắt đầu mình mồi nửa thì nó mới cháy được các bạn đây. Bây giờ mình đã cháy được các bạn. Mình xuống xa quá, mình đồng bộ xuống xa quá. Mệt quá. chạy nó vào hà thì cũng mà tan chân đấy các bạn nhìn đấy, nửa đang cháy lên rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ nấu nước nha các bạn. Vừa nấu vừa nướng thôi, vứt cá nướng hay luộc ấy. Cá nướng đấy rồi. Rồi thôi 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 đang ổn rồi đấy. Đây nữa. Rồi, nó cái đầu à, ra sau không em. Cái đầu trên kia nó chưa chín anh ạ. Nó chưa bắt lửa. Đầu củi ấy. Đấy, cứ để đấy. Cứ phải đun dần đi. Tí nữa thì chúng ta rồi ngào. Tí nữa thì ngào. Tí nữa thì nhật tình ngào. Tí thì ngáo hết tất cả. Đấy, chị cho nước đi. Thử luôn. Tuân nước à? Cho nước đi. Được chưa? Chưa. Cái này để rán mà. Đây đổ ra cái ấy. Rán có dầu rán. Dầu đâu? Nướng. À cái nào để cho vào ấy. Nướng thì chị chỉ xẹp đôi thôi chứ chị. Xẹp đôi nó cho nó nhanh. Thôi cho nồi mì đi. Vậy cho nó nhanh, cái kia cho qua. Vậy cho nồi mì đúng không? Ừ. Đấy, đâu, nổ nước vào. Đúng rồi, nồi mì gì ăn nhiều vậy. Người ta phải nướng cho thằng Hà ấy. Lau đi. Đổ ra đây. Ừ, to đấy. Đổ nước vào. Đổ nước vào đây. Đổ nước vào đây. Thế anh, cứ đổ đi em ơi. Không ai đổ hết nửa. Vừa thôi đó. Rồi. Cứ cho nhiều vào. Hay chết bà. Đây. Không sao. Ăn vật sống lâu các cháu ạ. Cho anh thêm miếng nước nữa. Này, cho. Rồi. Này, nó nướng xong nó ra nướng lỗi này này anh bạn ơi. Nướng một nửa, cho bên này một nửa. Vậy là được rồi. Từ hai thôi. Nóng đấy anh ạ. Cẩn thận. Bình tĩnh. Thằng hôi này gây cái que thì chết. Thật. Khẩu gậy. Cá này thì nướng à? Mấy cái bát vậy em? Ba. Có ba cái bát à? Nướng ở chỗ này. Hà nướng đi. Ờ đúng rồi, hà nướng đi. 4 5 cái bát. Một bát đựng ở. Đựng ấy, đựng. À hay là tẩm yêu sao nướng đen xì vậy? Tẩm mấy nhiều đèn lắm, trời than đi. Tí đấy than. Từ đâu? Xong là tẩm mỡ mì tôm vào. Đây mỡ mì tôm chỉ tẩm vào cá thôi em ơi. Đây nè. Đâu, xem quay đây nó mà. Đâu đã đen xì mà. Đen xì lắm. Nó đang hơi cái hơi nửa của nó bay lên. Phải quá rồi. Hơi than
Rồi sao đang nướng ạ? Tí ăn mì tôm xong này ngồi nướng xúc xích. Em vẩy hẩy vừa thôi, khỏi tí nữa cái ấy nó bay lên nó bụi hết cả cái nước. Thế nhường ấy chị gì rồi ạ? Nướng ấy nướng lâu lắm. Ví dụ chỉ biết nướng cá thôi mà. Cứ cho vào nồi nó nhanh. Tôi cả ăn luôn. Không mà phải nướng một ít cho có tí là tí kia một ít thôi. Mình nhớ đấy, mình nhớ. Ừ, chuẩn bị tí nước sôi thả cái này nó nhanh ấy mà. Khi nào? Ăn ở đây hứng chọn còn gì nữa. Chuyển đây đi. Mày đây hun cho khô quẩn. Không khói. Cho ít anh ạ. Cho ấy. Đây. Ăn nhớ. Nấu làm sáu gói được. Hả? Và nấu làm sáu gói là được. Bà hát không ăn à? Không. Mẹ em ăn bánh mì sữa. Hả? Mẹ em ăn bánh mì sữa. À. Bây giờ là ăn kiểu đấy ăn nó nhanh ấy. Ăn luôn. Em nó vào điện thoại anh ạ. Hừ nóng điện thoại này. Đang sôi sôi đấy. Đang. Dạ, mấy cái vung đi, mấy cái vung chuẩn bị đây. Đây vung rồi chưa? Đây đây. Nửa đen xì rồi. Đen kệ đó. Cái nửa này heo cho hơi ngoài quá anh ạ. Thôi thôi lại. Vừa vào. Nùa. Bên trong nó có một ít. Vừa rồi mà. Bình than hết rồi này. Vừa từ thôi, vừa từ nó bắn lên. Bình than đây cái cỏ này nhanh mà. Ấy đi. Cho cái rùa vào dần dần đi. Đây, cho cái này vào nấu hết các bạn nhá. Cho anh nào nấu. Đây đúng con ăn mà chị ạ. Đúng con ăn mà. Tránh kìa. Kệ. Hết xúc xích không còn tí nào. Bên dưới này nó cháy. Đây đây còn. Mấy cái bát vậy? 4-5 cái à? Không. Đi rửa qua cái bát đi nhỉ. Lấy nước kia mà tráng chị. Thuốc của bạn à? Nhầm ạ. Ơ vậy anh phải uống thuốc trước à anh? Không. À, bây giờ lên cơn anh uống. Nên cơn khó thở ấy. À. Bình thường cầm đi vòng ấy. Cho nó chắc. Đang sôi đấy. Không mang một cái miếng bao hay gì nữa. Em chỉnh cái mung này chưa? Số kia mung. Đấy cái bao ấy. À thôi để chị này. Sắp chín rồi. Đó xôi. Chứ để không dành cái gì, để cái đấy không dành. Đứng cửa dần ra đây nhỉ. Mỗi lần nó hơi vất vả tí. Nó phải thú vị ở đấy này. Mất nửa rồi. Hôn điện thoại à? Đang lên này. Giờ tự nhiên mất gió nhá. Đi dầu hay sao? Nước sôi rồi em ơi. Thả mì chuẩn bị chén rồi. Cứ để sôi kia bắt đầu mình bắt ra thả mì và gọi. Ra rửa đi chắc gì. Yếu dần trời. Chuyên nghiệp đấy. Tên chơi là chuyên nghiệp chứ. Em xì. Cái chỗ này sẽ cháy vàng vàng. Cái này em nghĩ phải có dầu mới đỡ đèn ấy. Không. Mỡ à? Hả? Nó có nó mỡ nợn được rồi. Nó sôi rồi chị? Sôi rồi. Sôi rồi. Đi làm rồi. Sao rồi. Tao mì vào bát rồi. Tráng qua cái bát này chị nhỉ. Lấy nước gì rồi? Công vút luôn. Chắc lấy nước kia đi chứ. Nước kia này, nước này đi. Nước này giờ gì uống hết nữa này. Này cho ngọt. Từ từ để chú lại để anh cho. Đấy, em bê ra. Từ từ. Từ từ. Từng bước một. Lướng hến nữa cơ mà. Hến nó rửa đâu em. Để em bê được chưa? Em bê ra. Rồi đấy. Okay. Ta pha chế sau. Bây giờ đến món cá. Ôi ngồi đây. Cần thêm củi không? Thôi, cứ vậy thôi, lấy than thôi. Đấy, chị pha nhá, chị pha chế nhá. Chị pha chế nồi mì nhá. Em lấy hến.
Mì đây cứ thả mì vào đây chị Huyền. Ừ, cho muối cho mì vào thôi. Có bát chưa? Đưa chị một cái bát mà chị bỏ. Rửa một cái bát đi hả? Chị bỏ xúc xích cho. Rửa nước gì? Cái này cho mì luôn mà hay là thả mì đi em. Thả mì đi. Mì đua. Hà đưa chị hả? Ha. Chết là cho nhiều ấy quá. Nhiều xúc xích á? Ờ, à không, nhiều nước này. Giờ cho mì vào nó đầy lên. Không, để tí nó nở ra nó đặc đặc ấy. Cuối vào. Cho muối không nhỉ? Gói muối vào chứ. Cho gói muối vào chứ. Hai gói. Một gói được hỏi những mấy cay. Nó thôi cứ hai gói đi. Rồi đang nở nữa đó. Mỡ này. Chị có pha chế không? Có hai gói mỡ. Để lại cho gói mỡ nha. Ừ. Alo. Mà thừa mấy gói mỡ ở chỗ nào rồi? Kia mấy rồi. Có hai gói mỡ vào đi. Thằng gà này. Chất cái gì? Còn mì tôm không? Đưa nốt đây bỏ vào nào. Còn. Kia mà. Đây. Bỏ thêm 2 gói nữa đi. 3 4 gói đấy. 4 gói mà bỏ 2 gói nữa chứ. Cứ ăn được rồi. Ừ. Còn à, cho ba. Bỏ gói thứ 4 này đi bố ạ. À, mỡ lại cho thêm gói mỡ. Mà thôi để mỡ pha chế đi. Đưa chị có cái túi bóng nào hả? Đây. Bôi nữa. Ngừng hết luôn nha. Ngừng hết luôn. Ngừng hết thì vứt vào trong đấy. Đây, để em đặt đây. Không đặt, không nướng, nướng mới đặt. Không đặt vậy à? Ừ. Vậy thì ngỡ cái ăn luôn. Đây là món xúc xích hấp dẫn, khi là hấp dẫn các bạn. Ăn xong tí cho nhiều mì vào, cho nhiều vào, cho hết 5 vào. Gói rồi. Cho hết vào. Để từ từ nó đầy, nó đầy anh ạ. Nó đầy. Không tí không thả nữa đâu. Em cho vào đi, em cho hết vào đi, không thả. Tí không thả nữa đâu. Mang có mì rồi. Bây giờ là mình đang nướng hến nhá, nướng con hến với nướng cá nhá. Còn mì thì mình đã nấu xong rồi, bây giờ mấy anh em mình đang sẽ thưởng thức mì nha các bạn nhá. Đói lắm rồi các bạn ạ. Bây giờ phải gần 1 giờ rồi. Đấy, các bạn nhìn đấy, nồi mì rất là hấp dẫn, toàn xúc xích. Quá hấp dẫn luôn. Đấy, anh em mình đang ăn mì các bạn nhá. Để các bạn nhìn. Nồi mì đấy. À, giờ đến lượt mình nhá. Đấy, chị mình cũng sẽ ăn mì. Mời các bạn nhá. Tí mời các bạn đi. Mời các bạn ăn cơm mì. À đi, trước kia mời đã ăn. Mời bạn ăn, mời các bạn ăn mì xúc xích với mình nhá. À, mì xúc xích các bạn ạ. Mời tất cả các bạn ăn. Ngon quá các bạn ạ. Rất là ngon các bạn ạ. Đấy phải 1 rưỡi rồi chứ gì. Giờ chắc tầm 1 giờ. Đấy. Bạn nhìn mày xúc xích kìa. Ăn cái này nhớ đi ăn nẩu nó. Ngon hết nóng rồi. Ăn nẩu hôm ăn hội nước thằng Đạt. Thằng Đạt nó cho nguyên 2 nọ sa tế rồi. Cả nếu cứ vừa ăn vừa khóc. Vừa ăn vừa xí xà. Bọn mang múc nước chấm. Chấm mắm ấy. Mà bọn nó cứ chấm nó ngập mà. Đỡ cay. Chị ăn đi. Ăn đi. Ừ thế à, chưa chín nhau. Trong lúc đói rất là đói mà lúc ăn thì no. Ăn xong thì no. Thằng Hà no chưa? Chưa. Rảnh, trẻ. Mày bót phay à? Làm miếng cuối cùng ăn nốt. Ăn đi. Còn những con miếng nữa này. Mắt mũi kém nhỉ. Bứng nồi người ta không thấy gì á. Ừ, ngán rồi, thế để lại gì ạ? Hả? Thế không coi ở trong túi để lại không? Ok,
no đấy. Ừ. Giờ no đấy. Ừ. Đây các bạn ơi, mấy em mình ăn xong rồi các bạn ạ. Đây Túy bây giờ, em Túy bây giờ đang gọt cam để ăn. Đây Coca uống không có đá, uống không ngon rồi các bạn ạ. Để tí về có đá để uống bù. Tí về này đã uống bù. Còn đây không biết cá thì cũng sắp chín rồi. Con hến chín chưa? Con hến chín. Ôi giời. Chín khô rồi. Hến rơi hết ra rồi. Không sao. Hến chín rồi hết ra rồi. Keo rồi. Còn hến không? Không, đây là. À ngon. Con cá nữa. Chị bóc cho em một con. Đây. Okay. Các bạn nhìn thấy đấy. Đây làm bát nữa. Đấy con hến đấy, hến như thế này này các bạn này, hến biển này. Đấy. Ôi chết rồi. Ăn rất là ngon, nó nướng ăn rất là ngon. Đấy. Đấy, ôi giời chị bỏ ra ngoài. Bát là bát gì đây? Coca. Từ em ơi. Cứ để đấy. Đấy. Đấy cuộc sống của chị em mình nó dân dã này này các bạn ạ. Thế này thôi các bạn ạ. Tuy nó mệt đối với này. Ôi giời. Tuy nó mệt nhưng mà nó vui các bạn ạ. Rồi đen quá. Ngon đấy. Chưa? Ôi giời. Một con bị cháy thì các bạn ơi. Không, nhưng mà ăn vậy rất là chi là ngon các bạn ạ. Đây, ăn rất là bùi luôn. Mấy chị em đan mì đấy. Thì ra xem cá với cá thì chưa cháy nhưng mà hến thì có mấy con bị cháy rồi. Đấy các bạn ơi. Đây, em Túy đưa cho mình một múi cam. Đây, các bạn ạ. Và mình chuẩn bị lại đun tiếp các bạn. Ngon lắm ạ. Ngon lắm các bạn ạ. À, thôi một đúng nữa là anh em cũng chuẩn bị về rồi, mình chắc sẽ gọi mẹ mình chuẩn bị về rồi. Chứ bây giờ cũng là tầm 1 giờ hơn rồi, tầm 1 giờ 1 rưỡi rồi. Cá đã được ăn rồi. Đấy. Cá dính được các bạn ạ. Chờ mẹ mình ra là anh em ăn xong chỗ cá này là về. Mình sẽ quay cho các bạn ngắm. Ui rồi ơi. Ngon quá. Ui cá nó chảy mỡ ra. Nhìn rất hấp dẫn các bạn ạ. Nhìn rất là vàng. Đấy, các bạn nhìn thấy thịt cá này. Đấy. Đây các bạn ạ. Đấy. Rất là ngon. Cá bống với cá đối. Béo chưa? Chị Bình khéo tay lắm các bạn ạ. Chị Bình hôm nay mới có 20 tuổi thôi. Đấy. Các bạn nào mà cảm thấy yêu quý chị Bình thì cứ liên hệ Facebook Thanh Huyền nha. Các bạn ơi, bây giờ mình nướng xong rồi. Đây, cá đây. Các bạn nhìn đến đây. Mình sẽ thử ăn một con cá bống nhá. Cá bống này xương rất mềm các bạn nên có thể ăn tàn ngang được. Đấy. Chị ăn chưa? Ngon lắm các bạn ạ. Chị Bình nướng khéo tay lắm các bạn ạ. Cá bống này nướng lên nó dậy mùi rất là thơm các bạn ạ. Ăn nó rất là ngọt. Mình mời các bạn nha. Đấy, chị mình đấy. À, mẹ mình về các bạn kìa. Mẹ bây giờ về à? Về nhá. Các bạn chắc chuẩn bị anh em mình cũng ra thuyền chuẩn bị về các bạn. Có mang gì mang thuyền sang đón mẹ nhá. No căng diều mất rồi. Mẹ mình các bạn ạ, mẹ mình bắt ra bây giờ mới ra. Mẹ mình đi vào trong rừng bắt cái vòng còng bây giờ mới ra các bạn ạ. Bây giờ nước đang lên rồi các bạn, nước đang lên sắp đang lên ghê rồi. Anh em mình chuẩn bị lên thuyền về thôi. Đấy. Em chuẩn bị lên thuyền về thôi. À, một ngày cũng vui. Trải nghiệm hôm nay. Hai là sao Hà? Thế ạ. Trải nghiệm cà phê các bạn ạ. Rất là vui các bạn ạ. Một ngày hôm nay trải nghiệm cà phê các bạn ạ. Ok. Đúng là ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 không phụ công mình. Đấy. Bây giờ mình sẽ mang thuyền sang đón mẹ mình đấy. Các bạn ơi, thì bây giờ mẹ con về mấy chị em mình chèo thuyền về nha các bạn. Về nhà thì mình sẽ quay chiến tích hôm nay của mẹ mình cho các bạn xem nha. Mẹ chào các bạn đi.
Chào các bạn. Chào các bạn. Đấy, thế bây giờ mình hãy chèo thuyền về nhá. Mình bây giờ là chân chèo thuyền các bạn ạ. Ok, mình chèo một lúc mệt quá các bạn ạ. Thì mình nhờ mẹ mình chèo. Đấy, mẹ mình chèo rất là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp gần bằng mình rồi. Đấy các bạn nhìn kìa. Không biết các bạn nhìn thấy các con còng còng cái bây giờ nó ra rất là nhiều, nó ra đấy, nó đỏ, đỏ những cái màu đỏ bé. Lúc mình trên bờ thì nó lại chui về nỗ. Lúc mình về bây giờ. Đấy, toàn các trẻ em nạc ra đây. Nạc ra đây. Mà không bắt được các trẻ em nạc chứ. Buồn vậy. Đây các bạn này. Đây là mình đang chơi. Nước này nó rất cao rồi các bạn ạ. Nếu mà lúc nữa mà mình không về nhanh á. Nó chảy rất là xiết, rất là khó về. Mà thuyền đi 4 người các bạn nhìn này. Nhìn còn một tí nữa là cắm càng là đi rất là nguy hiểm. Cắm cạp. Đấy, cắn cạp đây. Cắn cái cạp thuyền này các bạn này thì nó đã đi rất là nguy hiểm, nhưng mà tầm này đi vẫn thoải mái, vẫn ok. Các bạn ơi, thì bây giờ bọn mình đã nên được đến chỗ gửi xe rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ về nhà các bạn ạ. Đấy. Đây mẹ mình đây. Bây giờ mình lấy xe mình về được các bạn ạ. Mình về nhà mình sẽ quay chiến tích hôm nay của mẹ mình cho các bạn xem nhá. Để trên này à? Các bạn ơi, mẹ con với chị, anh chị em mình về nhà đây. Đây hôm nay chiến tích của mẹ mình này. Đấy, nhiều chưa, toàn hồng cong đỏ luôn. Cháu sợ nó chết khô. Đấy mẹ đổ ra. Cho zoom hến nào. Cho zoom hến đây. Đấy. Toàn là chiến tích của các bạn. Bắt được 8 con hến, vứt 4. Vứt đi rồi à? Bé quá, thả ra. Bé mới ngon. Đỡ thua. Ừ. Sắm này ăn chưa? Đây cái này. Đấy. Ở chính phương bắt cái to. Bắt cái ấy. Đây các bạn nhìn nhá. Ví dụ mà các bạn nào ở xa mà có nhu cầu mua hồng còng hay mua cái liên hệ vào Facebook của mình nhá. Đấy mình ship toàn thế giới, nhưng mà ví dụ mà xa chỉ Đông Lạnh thôi. Còn gần thì trong khu vực giao thủy thì mới ship được sống, còn ở xa thì chỉ Đông Lạnh thôi. Tại vì con này nó không sống được xa các bạn ạ. Nó không đi được xa. Đấy. Mẹ mình bắt giỏi lắm các bạn ạ. Giỏi lắm mới được bằng này đấy. Chị cởi này em ơi. À được. Này còn đây này, hến các bạn này. Đấy, rất nhiều hến luôn. Chỗ này phải 3-4 cân hến. Đấy, con hến các bạn ạ. Đấy. Đấy, ví dụ mà ai có nhu cầu mua những con gì thì cứ liên hệ vào Facebook của mình nha. Mình bán ơi. Bán hết các bạn nha. Thế rửa không sao. Ai đứa tiền nó bắt. Thôi video... Thôi một ngày trải nghiệm của anh em mình đến đây chắc là kết thúc rồi các bạn ạ. Hẹn các bạn lại vào video lần sau nha. Các bạn xem hay nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nha. Chào tất cả các bạn.